Cửa hàng trong sang xin kính chào quý đại gia đình ạ. Mến kính chúc quý đại gia đình nhiều sức khỏe nha. Sang cảm ơn đại gia đình rất là nhiều đã dành thời gian ủng hộ cửa hàng ha. Và xem video của sang. Sang kính chúc quý đại gia đình mình nhiều sức khỏe ạ. Ai chưa đăng ký kênh thì sang hy vọng đăng ký kênh và like cho sang một lượt like nha. Hôm nay sang gửi đến đại gia đình mình một con G451. Bữa giờ rất là nhiều anh đang cần kiếm ha, mà hôm nay sang mới có để gửi đến các anh. Hôm bữa giờ thì cũng có nhiều gờ nhưng mà nó không đẹp bằng con này. Hôm nay có con G451 đẹp thì sang sẽ đăng lên. Ai chúc được á thì ai chúc trước á thì duyên của người nấy nha. Nói chung là duyên ai người đó hưởng. Thì cũng có nhiều anh nhưng mà sang không có thể nào mà ưu ái được cho các anh. Mong các anh thông cảm giùm em ha. Đó. Hôm nay thì vô chi tiết. Đây là con G451. Quá quen thuộc với các anh rồi ha. Đây, như các anh thấy. Đó, máy móc thì nguyên zin nha mấy anh ha. Đây, máy nguyên zin. Rất là đẹp ha. Đó. Đây, cho mấy anh xem nha, mặt trước nè. Con này thì làm zin theo máy nha. Đây. Làm zin làm Latin Komatsu ha, làm này tầm khoảng 5 tấc nha mấy anh. Xích zin theo máy ha, nguyên bản xích zin theo máy đang xài là xích 325. Mấy anh về mấy anh chạy hết xích này mấy anh thay trong đồng tiền, mấy anh xài lên trên V3, V6 hoặc là 72 ha. Tại vì zin theo máy nó đã là đồng tiền rồi, nhưng mà nguyên bản của nó đang chạy 325. Về mình đổi lại ha mấy anh. Con này thì công suất của nó là 45cc nha mấy anh. Nặng của nó là đầu 4,75 kg. 4,75 kg này thì nó chỉ đầu thôi, lam sơn đồ này kia nó thì nó tầm khoảng 6 kg hơn nha mấy anh. Đó. Dòng này thì rất là thích hợp cho các anh miền Tây hoặc là khai thác nha. Con này thì khai thác chuyên nghiệp nha mấy anh. Con này so với con Humana, nhiều anh thắc mắc hỏi là so với Humana thì con nào mạnh hơn. Nếu mà so về mạnh thì con này 45, con Humana nó 53cc. Thì con Humana nó sẽ mạnh hơn con này. Nhưng mà về độ bền thì con này nó sẽ bền hơn rất là nhiều so với con Humana ha mấy anh. Bền từ dên, cốt, nồng, bạc, bê tông, bình xăng con, cùng điện. Nói chung là tất cả các thứ nó bền hơn ha. Rồi nhiều anh hỏi là phụ tùng thay thế. Những cái dòng máy bên em bán, bên cửa hàng Dông Sang bán thì thuộc dòng máy hệ nên phụ tùng thay thế rất là nhiều. Bên Sang cũng có hỗ trợ cho khách hàng mình, hỗ trợ phụ tùng cho tới khi nào khách hàng mình chán bỏ con máy thì thôi ha. Nên cả nhà mua máy bên cửa hàng Trong Sang thì cả nhà cứ yên tâm về cái mặt phụ tùng. Thí dụ mà bên Sang không có thì Sang cũng nhờ cái mối quan hệ Sang sẽ tìm kiếm phụ tùng cho mình. Nên cả nhà cứ yên tâm. Tại vì những cái dòng máy hệ nên phụ tùng nó rất là nhiều, phổ biến lắm. Nhiều khi chỗ của cả nhà không có nhưng mà chỗ khác họ như chỗ Sang thì nhiều ha. Đó, mua máy mà được bên cửa hàng mà đảm bảo phụ tùng gì thì cả nhà cứ yên tâm ha. Dùng thoải mái ha, đặc biệt dòng G này phụ tùng ở đâu cũng có hết. Máy móc máy này thì nguyên zin nha cả nhà. Đây ha, ốc nè, cả nhà thấy ốc, ốc lam của nó nha. À, còn được cái lớp màu vàng rất là đẹp nha. Đây, Komatsu made in Japan nha mấy anh. Ha, con mã số máy đâu này kia luôn. Tránh tình trạng nhiều anh bảo là máy Trung Quốc nữa thì cũng khổ ha. Đó. Rồi, bây giờ sẽ cho cả nhà mình xem. Quay lăng mâm lửa. Đây, như cả nhà thấy trên màn hình. Đây là quay lăng mâm lửa của con máy ha. Quay lăng nó còn rất là đẹp. Màu nhôm nó còn rất là sáng luôn nha cả nhà. Bên Sang cố gắng vệ sinh sạch nhất có thể ha. Vì một con máy đã qua sử dụng nên mình Sang cố gắng vệ sinh đẹp nhất. Đây, quay lăng rất là đẹp ha. Rồi, như cả nhà đã thấy quay lăng cột điện của con máy ha, còn rất là mới, rất là đẹp. Máy này thì nguyên zin nguyên bản nha. Con G451 này thì nhiều khách hàng báo là bảo giá. Thì những con này thì thuộc dạng khai thác mà hệ nên giá thành của nó. Con này thì hiện tại đang Sang đang bán giá trên 6 triệu nha. Cho các anh giá mà khoảng khoảng các anh tham khảo thôi. Còn các anh thích thì liên hệ gặp trực tiếp Sang, số điện thoại trên màn hình. Sang sẽ báo cho mình cái giá cụ thể ha. Đó. Các anh cứ nắm cái giá trên 6 triệu thì các anh so sánh máy G451 nguyên zin nguyên bản, làm là tinh làm tản nhiệt theo máy, xích đang chạy là xích 325 nguyên bản ha. Thì các anh cứ cân đo đong đếm. Rồi bây giờ không dài dòng, bây giờ sang cho cả nhà mình xem tiếp tục bình xăng con của máy, các anh còn gọi là chế hòa khí.
Đây, như cái nhà thấy trên màn hình ha, đây là bình xăng con, bình xăng zin của nó rất là đẹp ha, One Pro Made in Japan nha mình. Đây Japan bằng bình này còn rất là đẹp, nói chung là con máy nó còn đẹp nên bình xăng con nó đẹp là chuyện nó bình thường, không có gì phải ngạc nhiên nha mấy anh ha. Đây máy cái nòng nó còn rất là đẹp luôn ha. Đó rồi bây giờ cái khâu quan trọng nhất là cái nòng bài bê tông của máy. Đây giờ sang cho cả nhà xem, đây là nòng bài bê tông của máy, nòng của máy còn trắng tinh ha, rất là mới luôn nha mấy anh. Đó nòng một con máy khai thác thì các anh thấy rất là đẹp nha. Rồi vừa qua thì cả nhà đã xem được tổng thể toàn bộ ha con G451 sang vừa quay vừa giới thiệu. Rồi bây giờ cả nhà còn chần chờ gì nữa, liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang để sở hữu con G451 này ha. Rồi bây giờ Sang sẽ giật máy nổ cho cả nhà mình nghe nha, tham khảo. Còn sẵn đây thì Sang nói luôn, có rất nhiều khách hàng không có, đó giờ chưa có nghe tới cái máy cưa, hoặc là muốn mua một con máy cưa nhưng mà ngại cái giá tiền. Ngoài 6 triệu mấy này thì Sen cũng có những con máy mà triệu ngoài cũng có, mà 2 triệu ngoài cũng có ha. Đó, nói chung là cả nhà cần gì thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sen, Sen sẽ báo giá cho cả nhà mình và cho cả nhà mình xem máy tham khảo ha. Nên cả nhà cứ yên tâm, những cái dòng máy gia đình thì Sen có rất là nhiều ha, tầm khoảng 2 triệu ngoài là cả nhà được một con máy ngon, đẹp, zin, dùng rất là bền ha. Đó, tránh tình trạng mà mua những con máy mà nè, mấy con máy gác nè, này là Sen gọi là máy gác nha. Đó. Máy này thì để Sang lấy đồ phụ tùng cho khách mua chỗ khác á, thay thế ha. Đây những con máy này là nghĩa địa vậy không đó mà Sang bỏ làm gác á, tại vì xài không đạt, tại vì Sang khi mà Sang biết nó xài không đạt rồi là Sang không có bán cho khách hàng, thà là để lấy phụ tùng ha. Nên cả nhà cứ yên tâm tin tưởng bên cửa hàng, lựa chọn cho cả nhà những sản phẩm đẹp nhất có thể và bền nhất có thể gửi đến đại gia đình mình ha. Đó, quan trọng là mình có duyên tới với nhau hay không thôi. Rồi quay trở lại con 451 này thì bây giờ Sang sẽ cho cả nhà mình nghe tiếng máy nổ nha. Bây giờ Sang sẽ giật máy nổ cho cả nhà mình nghe. Máy rất là đẹp nha cả nhà. Bật tắt lên ha. Rồi giật. Sang thì cũng đang chuẩn bị tối nên Sang không có ngâm lâu được ha, mong cả nhà thông cảm. Đó. Đấy, giật lại cho cả nhà mình nghe tiếng nổ ganti cái nữa nha, quá đã. Ok chưa? Tắt nha. Những dòng này thì nguyên zin nguyên bản nó thì không còn gì phải chê hết. Quan trọng là có phù hợp với cái túi tiền của mình không hay không thôi ha, hoặc là mình thích hay không thôi. Đó. Đó, Sang xin nhắc lại nha, số điện thoại trên màn hình của Sang nằm ở bên tay phải có Zalo ha. Khách hàng nào thích con G451 này thì nhanh tay liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang. Sẵn đây thì cả nhà nãy giờ chắc cũng để ý một con G tay cục. Con này thì hai con này thì nếu mà đi cưa cái anh nào mà thích G á thì này là gọi là cặp bài trùng nha mấy anh. Đó, một con cưa cái lớn, một con cưa nhánh thì tuyệt vời luôn ha. Đó này thì Sang cần một bình dây với lại một số đồ bảo hộ nữa là Sang đi làm thợ cưa được luôn rồi đó các anh. Đó cái này thì các anh mà thợ miền Tây gặp cặp này thì rất là thèm nha, nói chung là rất là phù hợp. Một con cưa gốc, một con cưa mé nhánh mé cành thì quá ok. Rồi sẵn đây thì sẵn phe thì phe cho tới luôn nha mấy anh. Đây con này thì con G 2500T ha. Đây con này thì Sang mới về nên Sang chưa có vệ sinh gì hết nè. Nói chung là con này còn săn nổ luôn á, sẵn đây đem đi phè thôi chứ nếu mà khách hàng nào mà chưa chốt thì Sang sẽ làm một clip chi tiết về con máy này, tại vì con này mới quá trời mới, nói chung là con này không chỗ nào mà chơi được hết. Cả nhà thấy G 2500 ha, ốc nè, cả nhà thấy con này chưa có vệ sinh gì hết nha.
Đó, ốc nè, ốc cái lớp màu vàng của nó còn nè. Đó. Đây ha, G2 gửi Made in Japan ha. Đó, Komatsu. Máy này thì cả nhà thấy nè, ốc vàng của nó rất là đẹp nha. Đây. Làm của nó cưng lắm cả nhà. Con này làm hai tắc chứ gì ha cả nhà. Làm mạch cắt thì chắc cũng hai tắc, nhưng mà tổng chiều dài làm thì tầm khoảng 2 tắc rưỡi nha. Đó. Xích đang xài là xích mini chuột nha. Lam này thì nói chung là rất là nhiều anh kêu em kiếm, em nói kêu em kiếm em không biết bảo đâu kiếm ra có giờ. Đó. Sẵn đây mà được một con máy whip mà được cái lam này nữa thì chỉ việc trưng bày thôi, chứ ngoài ra không có gì mà để tiếc. Mà anh thấy được cái nét lam đó nè. Đó, rất là đẹp nha, sáng luôn. Tản nhiệt nó mới ghê chứ. Lam nhỏ xíu vậy mà cũng có tản nhiệt. Con này được sản xuất cho cả nhà xem. Sản xuất 202 nè. Ô nặng 2,6 kg nè. Đó. Khá là nhẹ nha, nặng 2,6 kg mà khá là nhẹ. Con này thì để mé nhánh mé cành cho các chú các bác nào dùng gia đình. Còn các anh thợ cưa chiên thì tuyệt vời luôn ha. Đây, giờ sẽ cho cả nhà xem. Con này thì sang chứa vệ sinh nha, còn sang Nhật chạy luôn nha. Thì sẵn đây thì khoe cho cả nhà luôn. Đó, cả nhà thấy. Trắng. Trắng như máy mới vậy cả nhà. Cả nhà thấy ha. Đây. Ôi ơi cả nhà thấy nè. Quá ok ha. Cái này thì ở bển lâu ngày nó bị ấy ha, nên mình bỏ nha. Đó, mới bóc ra lần đầu cho cả nhà xem luôn. Cả nhà ơi, nó mới cái nè. Đó, tuyệt vời chưa? Đó. Anh nào mà đang bữa giờ đang cần một con tay cột whip đẹp, không quan trọng giá cả thì đây. Con này thì gần như hiếm có khó tìm ha. Đó, các anh mà thích chốt gì thì liên hệ gặp trực tiếp Sang. Sang sẽ bán cho các anh gì luôn, khỏi vệ sinh gì hết, về các anh chùi rửa vàng ngoài thôi là các anh dùng thôi. Nè, cánh quạt gió nè, cả nhà thấy ở trong bụi bặm thì gần như là chưa đóng luôn. Con máy này dùng rất là ít. Giờ Sang sẽ giật nổ cho cả nhà mình nghe tiếng ganh ti thôi ha, nghe đi ganh ti thôi, chứ không cần nghe cả lớn nha. Giật nha. Đó. Giật kim nè nha. Đó, máy chưa có bung một con ốc ha. Đẹp vậy á, ganh ti chạy à. Ok chưa? Quá đã. Đó, một cặp bài trùng nha các anh. Thì các anh thích cặp này thì liên hệ, còn ví dụ mà muốn mua con nào thì nhanh tay liên hệ gặp trực tiếp Sang để Sang sẽ báo giá cho cả nhà mình ha. Như con G2500T này Sang cũng bán luôn. Đó, không thì nữa Sang sẽ làm một clip vệ sinh chùi rửa sao ha. Đó, còn ví dụ mà mua gì thì Sang để chơi cho các anh nguyên gin gì. Anh nào biết về vệ sinh. Vệ sinh vàng ngoài thôi chứ con này không cần vệ sinh gì hết, mình chỉ lấy xà bông mình rửa sạch sạch rồi mình dùng thôi. Quá đã nha mày, mới quá trời luôn thiệt chứ. Quá đẹp. Nhỏ gọn, đẹp. Rồi. Sang cảm ơn đại đình đã ưu ái dành thời gian coi hết clip của Sang ha. Nãy giờ cũng 10 mấy phút, Sang cảm ơn rất là nhiều đại đình nha. Và ai cần con máy gì thì cứ liên hệ gặp trực tiếp Sang, Sang sẽ báo giá cho cả nhà mình tốt nhất. Và sẽ những cái anh nào mà dùng gia đình thì cứ liên hệ, Sang sẽ tìm kiếm một con máy phù hợp cho các anh tầm khoảng 2 triệu 2 triệu ngoài là dùng ngon lành này ha. Rồi, không dài dòng nữa, Sang cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Hẹn gặp lại đại gia đình trong những clip và video tới. Sang hy vọng cả nhà mình chia sẻ video này tới người thân trong gia đình mình đang cần một con máy cưa ha. Sang cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại đại gia đình trong những clip và video tới. Bye bye.